Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 50 đô la cái token SweetBay. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn Start này, rồi Join Airdrop, sau đó ra vào Telegram, rồi quay trở lại, giao tiếp vào kênh group. Xong, quay trở lại, follow Twitter và retweet lại bài đăng. Chọn theo dõi này. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ chọn like cái bài đăng của nó. Và sau đó chọn retweet nhé. Mọi người có thể chọn retweet hoặc trích dẫn tweet đều được. Thì nếu chọn trích dẫn tweet thì mọi người sẽ tag cái username của nó vào. Chọn tweet lại này. Ok, quay trở lại. Giao tiếp vào Instagram. Rồi, chọn theo dõi. Quay trở về bot. Mọi người join vào kênh liên kết này. Ok, quay trở lại và retweet bài đăng trong kênh liên kết. Rồi, ở đây mọi người sẽ tìm đến cái bài đăng của nó. Bấm chọn like và retweet. Sau đó quay trở về. Bấm chọn regist. Rồi, xác minh hình ảnh captcha này. Gửi địa chỉ email. Tiếp theo gửi địa chỉ ví BEP20. Rồi, sau đó gửi profiling Twitter này, copy này. Rồi, tiếp tục mọi người sẽ gửi cái đường link retweet nhé. Mọi người quay trở về Twitter cho mình. Rồi, chọn ảnh avatar này, chọn hồ sơ. Sau đó bấm vào tweet và trả lời. Rồi, mọi người kéo lên tìm đến cái bài đăng của nó. Đây rồi, mọi người vừa retweet đây nhé. Đó, mọi người sẽ bấm vào đây để copy cho mình. Rồi, quay trở lại. Dán vào. Rồi chọn I have rồi. Sau đó nhập profiling của Instagram. Rồi chọn I have rồi. Tiếp tục một lần nữa. Sau đó chọn Don này. Chọn Main Menu. Và chọn Information. Thì dự án này nó sẽ phân phối vào ngày 10 tháng 5 năm 2022. Ok mọi người, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.